Các bạn ơi, đây là món nấm kim châm bọc rong biển chiên giòn nha. Cái loại nấm này thì rất là thông dụng khi mà chúng ta ăn lẩu và canh. Tuy nhiên là khi mà chiên giòn lên thì chúng lại có một cái hương vị rất là hoàn toàn là khác. Và khi mà được chiên lên thì chúng rất là giòn rụm và phần bột được phủ thì săn lại. Khi cắn vào thì lớp vỏ bột vỡ ra và nhường cho cái phần nấm thơm ngọt ở bên trong. Đây là chỗ nấm mà mình đã cắt thành cái phần nhỏ một và bọc cùng với cả cái rong biển rồi nha các bạn. Khi mà mua nấm về thì các bạn rửa cắt gốc đi rồi rửa sạch và ngâm với cả nước muối nha. Sau đó thì bóp sạch nước và bắt đầu mình cuộn. Cái lá sushi kia thì mình cắt thành những cái dây nhỏ nhỏ đó để mà mình cuộn vào trong cái phần gốc của nấm. Thì khi mà mình cho vào chiên thì nó sẽ không bị vỡ vụn ra, không bị rụng đi. Đấy, thì các bạn cứ cuốn như thế này thôi. Tức là mỗi một cái phần nhỏ đó là cái một phần mà mình để vừa cái miếng ăn của mình, để khi mà mình ăn mình cắn ấy, thì mình không thì nó không bị rơi ra ngoài mà ăn được cả luôn một miếng. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột nhé. Cái bột này thì mình sẽ bao gồm là bột bột chiên này, bột năng với lại cả một chút bột ngô cũng được, nghĩa là để cho nó giòn các bạn. Sau đó mình đập một quả trứng vào và cho chút nước. Mình khuấy đều nó lên và tạo thành cái độ sệt bột như thế này này. Sau đó thì mình nhúng cái phần nấm đó vào trong bát bột và phải để cho cái bột nó chảy hết xuống nha các bạn. Đừng để cho nó bột nó đọng lại nhiều quá. Nếu mà đọng lại thì nó sẽ không tạo thành cái đường vòng giống như là cái bông hoa hoặc là giống như cái san hô đâu các bạn. Đấy, sau đấy thì trên chảo rất là nóng nhé. Mình dùng cái nồi chiên deep fry đó. Bạn nhúng nó vào, sau đó các bạn nhấc lên, kéo nhẹ nhẹ nó lên. Đấy, nó sẽ tạo thành chùm như thế này này các bạn. Khi này thì các bạn nhớ là cho cả cái đầu phía trên của cái sushi, cái lá sushi xuống nữa nhé. Tại vì mình còn cái phần trên nữa mà. Đó, xong rồi đây. Các bạn nhìn thấy nó giống san hô không? Rất là giòn, giòn rụm nhưng mà nó lại rất là mềm ở phía bên trong và rất là thơm bởi cái vị rong biển nữa. Đây, các bạn cứ thử làm như thế này nha. Chúc các bạn ăn ngon.